Các anh chị thân mến, đây là một cái việc rất là quan trọng đối với một người bán hàng như tôi. Tôi xin phép được giới thiệu qua là với những anh chị đang xem video này sẽ thực hiện những cái việc này sẽ giúp ích được cho đời rất nhiều thứ, sẽ làm phúc được cho đời rất nhiều thứ. Vì con giống là điều này rất là đắt tiền, rất là quý, nên em làm cái video này để cho các bác nào mà đang vận chuyển cũng như đang di chuyển cái con giống này trên đường sẽ giúp cho bên người bán và bên người mua. Thì ở đây là con giống được để vào trong cái sọt và những cái thiết bị được gửi kèm theo con giống là bao gồm một cái xi lanh đã được gắn bằng đầu nhựa mềm và trứng, có thể trứng gà, trứng vịt. Ngoài ra là còn cả thuốc bổ. Ở bên trong này là cái cám và cái rau muống. Thì báo cáo với anh chị là sẽ làm quy trình như sau. Ở tại các trạm dừng nghỉ thì quý vị anh chị có thể giúp cho là về phần rau thì quý vị anh chị chỉ cần làm như thế này. Anh chị có thể là làm một chút cái ngọn lá mềm đây. Anh chị vo nó vào như thế này. Nó vừa miếng như một miếng trầu thôi. Và anh chị tay trái anh chị vành cái mồm con đà điểu ra và thả vào cổ họng của nó, tự nó sẽ nuốt. À, kể cả cái này cũng thế thôi. Con đà điểu này vốn là nó rất là mồm nó rất là ham ăn. Anh chị làm giúp như thế này là nó sẽ có thể này đủ năng lượng để nó đi trên đường. Đó. Còn về phần cái phần thuốc thì anh chị cũng làm như vậy. Anh chị lấy đây là cái viên thuốc bổ. Một viên thuốc bổ này con đủ năng lượng để con đà điểu nó có thể là nhịn cả ngày rồi. Đâm ra nó rất là quan trọng. Đâm ra là em sẽ làm mẫu luôn. Thì cái thuốc bổ này cũng vậy thôi. À, cái thuốc bổ này thì em sẽ cho nó vào cái phần này. Đây là con đà điểu này, thả vào mồm cái nuốt luôn. Các bạn chỉ cần lấy tay trái hái cái miệng nó ra và thả nó vào tự do này là nó tự nó nuốt. Đấy, không biết chị nhìn có rõ không. Đó, mình chúc nó xuống một chút. Đó thì ở cái phần thuốc bổ thì rất là dễ làm, rau cũng rất là dễ làm. Mình xin làm lại một chút nữa về cái phần rau. Đấy, rau thì mình sẽ như thế này. Mình bóp cho nó dập vo cho nó một dập một chút, vừa miếng như này, như một miếng trầu của mình thôi. Và các bạn chỉ cần thế này là xong. Đó, thả vào mồm nó là nó tự nó ăn. Thì với những con đà điểu đi trên đường dài đấy, khu đến khu vực miền xe miền Đông và khu vực miền Tây thì các bạn thấy là nó cũng ngoài ra thì các bạn có thể để nguyên cả cái cẵng rau này xuống dưới sàn này thì nó cũng sẽ biết ăn. Các bạn thân mến, yên tâm là nó sẽ biết ăn. Các bạn chỉ cần cấu vừa miếng ra như thế này là nó tự nó sẽ biết ăn. Đấy, các bạn nhìn cho nó rõ, nó tự sẽ tự nhặt đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó tự nhặt đây, thấy không? Nó ăn, đấy tự nhặt luôn, nó tự nhặt luôn, tự nhặt luôn, đó nó tự nhặt, đó. Nó sẽ tự nhặt các bạn nhé. Đấy thì các bạn chỉ cần cấu mấy cái cọng rau muống ra là nó ăn thôi. Chỉ cần cấu mấy cái cọng rau muống ra là nó ăn thôi. Đó. Các bạn nhìn nó rõ nhé. Thì với những cái việc di chuyển như này thì bên đơn vị chúng tôi là đơn vị bán hàng. Chúng tôi rất mong muốn là sự hợp tác của các nhà xe và những người vận chuyển trên đường. Thì đây là những cái cọng rau mà em chỉ cần để mấy cái lá vào đây là nó tự nó ăn thôi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Thì đôi khi là chỉ cần một hành động nho nhỏ, một cái cử chỉ ý nghĩa như này sẽ cứu mạng được những con giống. Đó, nếu mà các bạn vo mà các bạn cho vào mồm được, hoặc các bạn cấu 1/2 phân 1 các bạn để vào trong. Đó, đó. Thì các bạn nhìn rõ, nó ăn rất tốt luôn. Nó ăn rất phàm luôn. Đó. Đấy. Cái cám này cũng vậy thôi. Cám này thì các bạn thấy là mình làm mẫu thí điểm. Đây là cái cám này. Túi cám này, mình bỏ rơi một chút xuống đây này. Đó, nó sẽ tự nhặt. Các bạn nhìn thấy nhá. Nó sẽ tự nhặt cám và tự nhặt rau luôn. Đó. 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 Các bạn nhìn thấy rõ không? Thế còn riêng về cái phần mà cái quả trứng này này. Cái quả trứng. Các bạn nhìn thấy qua cái quả trứng và cái xi lanh này. Đó. Thì em sẽ bóp quả trứng ra và em lấy cái xi lanh này em rít. Các bạn đến đây là em sẽ làm mẫu. Đây. Nó không, các bạn rửa tay đi. Các bạn. Đó, các bạn làm mẫu một chút. Đây là quả trứng của em. Các bạn nhìn rõ trên màn hình không ạ?
em cho cái đầu xin anh và em rít. Đó, đó, đó. Thì một lần rít của em là nó sẽ được 10cc. Và cái nhiệm vụ của em là bây giờ em sẽ bón cho nó. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đây, em đưa sâu vào tận dưới con cổ họng em xịt này cái là xong. Thì một lần rít như thế này thì các bạn biết là cả con đà điểu nó sẽ đủ cái năng lượng để nó sống được cả ngày rời trên đường, không phải uống nước. Đấy, tại vì trong trứng nó có rất nhiều nước. Đấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Mình sẽ cố tình làm cái clip này để cho anh em xem, anh em giúp đỡ. Đây, đây khoang miệng đấy. Nó rất là dễ làm thôi. Đó, các bạn thân mến, thì đây là những cái cử chỉ rất là nghĩa đẹp, làm cho tính mạng của những con giống trên đường được an toàn, và giúp cho những người mua và những người bán chúng tôi sẽ không có rủi ro trong cái giao dịch, và đơn hàng sẽ được tiếp tục, và sẽ các bạn sẽ có được những cái niềm vui, cũng như có được những cái cước vận chuyển thường xuyên. Vì kênh con giống đà điểu của đồng chí Thao là số điện thoại là 0335305982, hiện đang hoạt động nhiều năm nay và đã chuyển con giống vào khu vực miền Tây, khu vực Đồng Tháp, khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì chính một trong những cái điều mà chuyển được dài như này là một phần là mình đã có được những cái nhân viên, những cái người đã giúp đỡ mình trong những cái thời gian qua. Đó, thì báo cáo các bạn là như vậy, là vừa rồi mình đã làm xong chỉ một cái hành động nho nhỏ, một cái vỉ thuốc như thế này. Đây là cái thuốc bổ tổng hợp của người, và một quả trứng, một ít xi lanh và một ít cám, một vài cọng rau muống. Nó sẽ đủ cho con đà điểu chúng ta đi trên đường dài, và nó sẽ khỏe mạnh đối với đến với người chăn nuôi ở khu vực xa. Thì ở cuối video thì em không biết nói gì hơn, em xin để lại cái thông điệp là em chuyên cung cấp con giống đà điểu đi rất xa. Đấy, thì vừa rồi là từ Long An đến An Sương đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và tất cả những cái thùng xốp như thế này được tập kết và chuyển đi các bạn nhé. Thì kênh của em thì trên YouTube là kênh Chim Cú Gáy Hay, và em xin phép để cái video này trên kênh để công khai cũng như là cho mọi người giúp đỡ để chuyển được xa hơn. Xin đây là cái kênh của em, kênh của em, cái số điện thoại của em, thì các bạn là có thể thông qua. Đây là cái số điện thoại của em 0989177982 và 0375897487, 0335305982. Em là cái kênh trên YouTube là kênh Chim Cú Gáy Hay. Em có cung cấp con giống đa điểu, con chuột lang, con bọ ú và con chim cu gáy. Rất tiếc là hôm nay em đang thực hiện cái video là cái bảng logo này của em nó bị bật mất một góc, nhưng mà nó là cái kênh của em các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thì với những con đà điểu như này thì nó sẽ được chuyển đi khắp mọi miền tổ quốc, và những ai ở rất xa cũng có thể là lấy được con giống của đồng chí Thao. Số điện thoại là 0335305982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và trên một cái tinh thần đấy, tôi muốn nói một cái gửi kèm theo một cái phiếu là chúng tôi xin chân thành tất cảm ơn và biết ơn những người vận chuyển, những người như anh chị. Chúng tôi có gửi kèm một cái xi lanh, đấy, một cái xi lanh này, và một vỉ thuốc bổ, đấy, một vỉ thuốc bổ, đấy, rồi rau muống và cám, rồi trứng, đấy, trứng, để có thể là dùng trứng gà, trứng vịt. Đấy, quý vị anh chị có thể là bón vào miệng cho con đà điểu, và có thể là bốc cám cho vào mồm hoặc cho xuống dưới chân nó sẽ tự mổ. Đấy, rau cũng vậy. Và thưa các anh chị, dù chỉ là một hành động nho nhỏ như vậy thôi, là anh chị đã làm được rất nhiều cái điều phúc đức rồi, vì đã cứu sống được con vật và giúp cho người bán kết nối với người mua nhiều hơn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ các anh chị cũng như là giả cước cho các anh chị đầy đủ, với cái thái độ cầu thị, với cái tinh thần là mọi người, mỗi người tốt cho một công đoạn thì sẽ làm cho một cái xã hội văn minh hơn. Thì em xin dừng video tại đây, và nếu mọi chi tiết các bạn mà làm có gì không hiểu hoặc là các bạn không rõ ràng thì các bạn có thể liên hệ cho em 3 số điện thoại dưới đây.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và may mắn thật nhiều trong tương lai.